Các bạn ơi, hôm nay tại một nhà hàng rất nổi tiếng của người Việt Nam ở thành phố Kharkov, Ukraine. Nhà hàng có tên là nhà hàng Thăng Long các bạn ạ. Sẽ diễn ra một buổi tiệc rất hoành tráng. Mình sẽ quay để cho các bạn ngắm nhé. Mời các bạn sẽ khám phá xem cái buổi tiệc của người Việt Nam sẽ diễn ra như thế nào. Hôm nay gia đình nhà mình còn nhận thêm một công việc nữa, đó là phục vụ âm thanh cho buổi tiệc này. Còn gần 3 tiếng nữa mới đến diễn ra cái buổi tiệc. Thế nhưng mà vợ chồng mình đã phải đến từ sớm để thử trước âm thanh loa đài các bạn ạ. Cả một dàn loa này các bạn này, khủng lắm. Thì nó mới hay được, vì nhà hàng rất lớn, phải bộ này thì mới nó nghe nó mới đã tai các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy không, để nối được 6 loa hoạt động phải cần đến cả một đống dây như thế này các bạn nhìn này. Mình nhìn đã thấy hoa mắt chóng mặt rồi ấy. Đây một dàn loa nữa này các bạn này. Một dàn loa nữa này, hai bên hai dàn loa các bạn ạ. Làm sao mà tất cả phải hoạt động được. Nhiều dây lắm. Bây giờ thì âm thanh loa đài đã ổn lắm rồi. Vợ chồng mình sẽ về và sau một tiếng nữa thay trang phục, ăn mặc đẹp, vợ chồng mình sẽ ra dự tiệc. Các bạn hãy theo chân mình để tiếp tục cổ vũ nhé. Vâng, vừa rồi sân khấu hội trường đã nóng lên bởi một vũ điệu vô cùng quyến rũ và sexy của các vũ nữ xinh đẹp. Xin quý vị hãy dành cho họ một tràng vỗ tay thật lớn lên nào. Thưa toàn thể quý vị và các bạn, lễ trao giải là một phần rất quan trọng trong giải thi đấu nhằm tuyên dương các tay vợt có thành tích xuất sắc, trao danh hiệu, giải thưởng, đồng thời cũng động viên anh em chưa được may mắn trong mùa giải này. Thưa các tay vợt yêu quý, cùng các vị khách mời và các anh chị em cổ động viên đang có mặt ở nhà hàng ngày hôm nay, sau nhiều ngày nỗ lực chuẩn bị chu toàn để tổ chức giải, vậy là trong 2 ngày tranh giải Tennis Kharkov Open của chúng ta đã kết thúc tốt đẹp và thành công rực rỡ. Bốn nàng từ các thành phố tham gia thi đấu với tinh thần đầy nhiệt huyết, trung thực và fair play, có những tay vợt đã thể hiện những cú đánh đẳng cấp, có những pha bỏ nhỏ rất thông minh nhưng đầy hiệu quả, cũng có những tay vợt tuy lớn tuổi nhưng chơi chính xác và bền bỉ như một cỗ máy, có đúng vậy không quý vị? Cũng có những cú đánh xuất thần khiến cho đối phương dù mất điểm nhưng vẫn đứng cười tươi vì khâm phục. Tất cả sự cống hiến đó đã tạo nên một giải đấu đầy hấp dẫn, kịch tính,
lôi cuốn ban trọng tài và những người hâm mộ. Chúng ta có những giây phút thăng hoa, hạnh phúc cùng tennis, xen lẫn những giọt nước mắt trong sự nuối tiếc. Nhưng trên hết, giải đấu đã làm cho chúng ta thêm xích lại gần nhau hơn, cùng giao lưu, học hỏi và rút ra những kinh nghiệm quý báu. Đến tham dự buổi lễ bế mạc này, cho phép Minh Hiền xin được trân trọng giới thiệu các tổ chức hội đoàn đã đến dự ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu Hội Người Việt Nam tỉnh Kharkov, đại diện anh Nguyễn Văn Quỳnh. Xin quý vị cho một tràng vỗ tay. Đảng ủy tỉnh ủy Kharkov, đại diện anh Phạm Văn Thưởng. Hội Cựu Chiến binh, đại diện anh Vũ Thế Châu, xin quý vị cho một tràng vỗ tay. Hội Doanh nhân, đại diện ông Vũ Đức Ngạo, xin quý vị cho một tràng vỗ tay. Đại diện Hội Phụ nữ, xin quý vị cho một tràng vỗ tay cho chị Chủ tịch Nguyễn Thanh Thảo. Thưa toàn thể các vị khách quý, cùng các tay vợt và các anh chị em cổ động viên yêu quý, giải đấu tennis Kharkov Open 2021 đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của các hội đoàn, nhưng điều đặc biệt là đã nhận được sự tham gia của các câu lạc bộ tennis của các thành phố trong toàn Ukraine đã về đây để tham dự giải đấu này. Xin quý vị hãy dành cho họ một tràng vỗ tay thật dài, thật vang dội để đón chào các đoàn của chúng ta. Thứ nhất, xin kính mời quý vị hãy cho một tràng vỗ tay để chào đón đoàn đại diện đoàn Kiev. Xin quý vị hãy cho một tràng vỗ tay thật dài, thật giòn giã nữa để chào đón đại diện đoàn Odessa. Vâng, và cuối cùng, xin quý vị hãy cho một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để đón chào đại diện đoàn Danes Oblast. Và xin quý vị một tràng vỗ tay thật lớn, thật nồng nhiệt nữa để đón chào hai cháu thanh niên đại diện cho hội đoàn thành phố và tỉnh Kharkov ạ. Xin mời hai cháu đến đây. Bây giờ, không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, Minh Hiền xin trân trọng giới thiệu một người đã dẫn dắt câu lạc bộ tennis Kharkov suốt 2 năm đầy khó khăn vừa qua lên sân khấu để có đôi lời phát biểu và khai tiệc. Vâng, không ai khác chính là ông Nguyễn Trọng Toàn, chủ tịch câu lạc bộ tennis Kharkov, kiêm trưởng ban tổ chức giải tennis Kharkov Open 2021. Xin trân trọng kính mời.
Thời lượng video cũng đã hết rồi, mình xin phép được kết thúc video này tại đây. Nếu các bạn thấy video này hay, thú vị, các bạn hãy nhấn đăng ký kênh cho mình. Nhớ ấn chuông để nhận được những thông báo mới nhất. Và đừng quên ấn like, chia sẻ để mọi người biết đến kênh của mình nhiều hơn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video kỳ sau.